Chào mừng các em đến với tiết mỹ thuật lớp 2 tuần 22. Ở lớp 1, chúng ta đã được làm quen với đường diềm rồi. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đường diềm qua bài 22 vẽ trang trí đường diềm. Mục tiêu bài học: các em nhận biết đường diềm và cách sử dụng đường diềm để trang trí. Biết cách trang trí đường diềm đơn giản, các em trang trí được đường diềm và vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 1: quan sát, nhận xét. Các em hãy quan sát những bức ảnh và cho biết em thấy đường diềm thường được trang trí ở những đồ vật nào? Đúng vậy, đó là những vật rất quen thuộc trong cuộc sống chúng ta như lọ hoa, cái ly, túi xách, váy áo. Vậy là ta có thể dùng đường diềm để trang trí cho rất nhiều đồ vật. Cách trang trí này làm cho đồ vật được đẹp hơn. Ngoài những đồ vật mà các em vừa quan sát, còn những đồ vật nào có trang trí đường diềm mà em biết nữa? Đường diềm thường được vẽ bằng những họa tiết nào vậy các em? Họa tiết ở đường diềm thường là hình hoa, lá, con vật, vân vân. Các em chú ý, có các kiểu sắp xếp họa tiết trong đường diềm như sau. Các họa tiết được sắp xếp lặp lại hoặc xen kẽ với nhau. Màu sắc trong đường diềm phong phú, những họa tiết giống nhau thường vẽ màu giống nhau. Hoạt động 2: cách trang trí. Bước 1: các em kẻ hai đường thẳng song song và chia các khoảng cách đều bằng nhau. Bước 2: tìm các mảng họa tiết. Bước 3: các em chọn và vẽ họa tiết vào các mảng. Bước 4: vẽ màu theo ý thích. Các em nhớ vẽ màu có đậm, có nhạt. Họa tiết giống nhau thì vẽ cùng một màu và cùng độ đậm. Màu ở họa tiết cần khác màu ở hình nền nhé. Các em hãy cùng quan sát lại để ghi nhớ các bước trang trí đường diềm. Đây là một số bài vẽ của học sinh. Các em hãy cùng tham khảo. Hoạt động 3: thực hành. Các em hãy trang trí một đường diềm mà em thích. Hoạt động 4: nhận xét, đánh giá. Sau khi hoàn thành bài vẽ, các em hãy tự nhận xét xem cách trang trí đường diềm, các họa tiết vẽ đã đều chưa? Màu sắc của đường diềm, cách tô màu họa tiết, màu nền đã đúng và đẹp chưa? Cảm ơn sự cố gắng của các em nhé! Các em hãy cùng xem thêm một số đồ vật được trang trí đường diềm trông thật đẹp đúng không nào?
biết cách trang trí rồi thì các em cũng có thể tự làm đẹp thêm những vật quanh mình bằng khả năng sáng tạo của bản thân. Chúc các em thành công! Phần dặn dò, các em trang trí thêm đường diềm khác và chuẩn bị cho bài vẽ sau. Cô mến chào các em!